weekend khoảng đầu tháng 8. Thì tiếng Anh nó gọi là Vancouver Mural Festival. Cái những người ở đây có những khoảng tường trắng, người ta hay vẽ tranh lên đó. Thứ nhất là cho nó trang trí cho nó đẹp. Cái thứ hai là mình không vẽ thì người ta sẽ vẽ bậy. Như vậy ở đây có những khu là cái trường cái tường trắng thì người ta vẽ tranh. Ví dụ như hay mình biết ở đâu ở Hà Nội nó có chỗ mà tranh gốm đó, thì đây người ta vẽ, cái hội sĩ người ta vẽ thôi. Thì hôm nay á, Vancouver nó có một lò hội này. Rồi là mình sẽ tới mình quay cho mọi người xem. Thì thật ra nếu mà vẽ tranh tường không thì không có bao nhiêu, nên nó có những cái hoạt động kiểu của đường phố, hạn như những thứ mà trượt patin nè, hay là trượt tiếng Anh nó gọi là trượt kipo, nó có tấm ván mà để trượt đó. Nên nó cũng có cái đó. Và các cái lễ hội mà âm nhạc đường phố nó cũng kèm theo, chứ còn nếu mà lễ hội mà tranh tường không thì cũng không có gì. Mình sẽ quay cho mọi người xem ở đây ha. We'll be right back.
Cole. We got Courtney right here. Showing you those old school vibes. Thank you.
tranh tường ở Vancouver. Và cái này là năm nào mùa hè nó cũng có. Mùa hè ở Vancouver này là rất rất là nhiều lễ hội, không chỉ ở Vancouver mà các town ở đây. Và đều có rất nhiều hội lễ hội mùa hè. Và ngày hôm nay nó cũng có rất là nhiều, nhưng mình chỉ được đi được có một chỗ, bởi vì thứ nhất là bận con gái nên không đi xa được. Cái lễ hội trên tường này là cứ tháng 8, đầu tháng 8, cái weekend đầu tháng 8